kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết biển ngày 29 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thì thời tiết tốt vẫn tiếp tục ủng hộ trên hầu khắp các vùng biển của nước ta. Tại vùng biển phía Bắc thì trời phổ biến là ít mây, không mưa. Ban ngày trời có nắng, riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ mặc dù sương mù vẫn còn xuất hiện vào lúc sáng sớm, nhưng cũng tan nhanh, trời phổ biến là ít mây, không mưa, cường độ gió duy trì ở mức độ trung bình, mặt biển tương đối êm ả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này. Trong khi đó, tại các vùng biển phía Nam thì gió đông đến đông nam chỉ duy trì ở mức cấp 4, sóng biển dao động ở mức trung bình. Tuy nhiên thì mưa rào và dông vẫn còn xảy ra ở một vài nơi, đặc biệt là ở khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Trong đêm nay và ngày mai thì lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trong khi đó thì vùng áp thấp ở phía Tây lại có xu hướng tiếp tục mở rộng hơn về phía đông nam. Sự phát triển và mở rộng của áp thấp nóng phía Tây chính là nguyên nhân gây ra gió đông nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió đông nam mạnh cấp 4 cho khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Đối với các vùng biển phía Nam thì đới gió đông đến đông nam chỉ duy trì ở mức cấp 4, có nơi cấp 3, cấp 4, mặt biển tương đối êm ả. Tuy nhiên thì mưa rào và dông vẫn còn xảy ra ở một vài nơi, đặc biệt là vào lúc chiều tối. Trong cơn dông thì hiện tượng gió rất mạnh vẫn còn nhiều khả năng xảy ra. Do đó khi lưu thông trên các khu vực biển này, các tàu thuyền cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió đông nam mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển dao động trong khoảng từ 1 đến 1,75 m. Bà con ngư dân vẫn có thể yên tâm ra khơi khai thác thủy hải sản. Tuy nhiên, chỉ xin lưu ý là hiện tượng sương mù vẫn còn xảy ra vào lúc sáng sớm, khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Có nơi tầm nhìn xa sẽ giảm xuống dưới 1 km, đặc biệt là ở các khu vực ven bờ. Tuy nhiên, thì hiện tượng sương mù cũng sẽ tan nhanh, sau đó nên trời phổ biến là ít mây và không mưa. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió đông nam cũng có cường độ cấp 4, cấp 5, sóng biển dao động trong khoảng từ 1 đến 2 mét. Hiện tượng sương mù xuất hiện vào lúc sáng sớm tại các khu vực ven bờ, khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Khi hoạt động trong khoảng thời gian này thì bà con cũng cần lưu ý đến hiện tượng thời tiết xấu này. Xuôi xuống vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, gió đông nam thịnh hành ở mức cấp 4, trời phổ biến là ít mây không mưa, ban ngày trời có nắng, mặt biển tương đối êm ả, bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi khai thác thủy hải sản. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, đới gió đông đến đông nam ở vùng biển này có cường độ là cấp 4, mặt biển tương đối êm ả, trời ít mây không mưa, ban ngày có nắng nên tầm nhìn xa thông thoáng, các tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động trên khu vực biển này. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, đới gió đông đến đông nam cũng chỉ duy trì với cường độ là cấp 4, sóng biển dao động trong khoảng từ 1 đến 2 mét. Mưa rào và dông xảy ra dưới diện vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng. Thời tiết tốt vẫn còn tiếp tục duy trì trong một vài ngày tới, do đó bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi khai thác thủy hải sản. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu, gió đông nam có cường độ là cấp 3, cấp 4, sóng biển dao động trong khoảng từ 0,5 đến 1 mét. Mưa rào và dông xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa khá thông thoáng. Các tàu thuyền cũng có thể yên tâm hoạt động trên khu vực biển này. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, gió đông nam cũng có cường độ là cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 mét. Thời tiết nhìn chung vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động xa thăm đảo, cũng như việc ra khơi khai thác đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân. Chỉ lưu ý là mưa rào và dông sẽ xảy ra ở một vài nơi, tập trung vào thời điểm chiều tối. Do đó, khi hoạt động trên vùng biển này, thì bà con ngư dân cũng cần lưu ý đến hiện tượng gió mạnh trong các cơn mưa rào và dông. Đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trời phổ biến là ít mây không mưa, ban ngày trời có nắng, gió đông nam cũng chỉ có cường độ khoảng cấp 4 nên tương đối thuận lợi cho các hoạt động trên tàu thuyền trên khu vực biển này. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, đới gió đông ở mức cấp 4, hiện tượng mưa rào chỉ xảy ra một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng, các tàu thuyền cũng có thể hoạt động trên vùng biển này mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây.
Do chịu tác động của đới gió đông với cường độ cấp 4, hiện tượng mưa rào và dông vẫn còn xảy ra ở một vài nơi, đặc biệt là tại thời điểm chiều tối. Trong cơn dông vẫn còn nhiều nguy cơ xảy ra gió rất mạnh. Do đó, khi hoạt động trên vùng biển này, thì bà con ngư dân cũng cần hết sức lưu ý đến hiện tượng thời tiết xấu này để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!